Hoàng Mỹ Đồng Nai tiếp nhận sản phụ tại Long Thành mang thai lần 3. Qua thăm khám, bác sĩ chẩn đoán ngôi thai nằm ngang, thai lớn khoảng 4kg và được chỉ định mổ lấy thai. Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ phát hiện rất nhiều khối u xơ lan tràn khắp tử cung, có thể gây biến chứng chảy máu tử cung. Các bác sĩ đã hội chẩn ngay trên bàn mổ. Sau hơn 2 giờ, ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Khai trương khu nội trú nhi lầu 6. Những ngày đầu tháng 11 năm 2017 vừa qua, nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, đặc biệt là cho trẻ em ngày càng gia tăng, Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai khai trương khu mở rộng điều trị nội trú nhi khoa. Khu vực được trang bị khu vui chơi với trang trí sinh động, tạo điều kiện thoải mái cho các trẻ đang điều trị tại đây. Ngày hội mẹ và bé lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn tại Biên Hòa. Hơn 400 mẹ bầu tham dự, 20 đơn vị truyền thông và đồng hành. Bé vui hè, mẹ bầu vui khỏe năm 2017 thật sự đã trở thành một ngày hội lớn của cộng đồng mẹ và bé Biên Hòa. Tham gia chương trình, ba mẹ trẻ đã thu nạp được các kiến thức mới nhất về dinh dưỡng thai kỳ, quá trình chuyển dạ, massage thai kỳ, tư vấn dinh dưỡng nhi, thai giáo, chăm sóc mẹ và bé sau sinh. Hoạt động này đặc biệt có ý nghĩa khi ngày càng có nhiều sản phụ bị trầm cảm sau sinh và có khuynh hướng hành vi tiêu cực. Hành trình chuyến xe yêu thương lan tỏa giá trị yêu thương đến hơn 5.000 đồng bào trong tỉnh. Là hành trình xuyên suốt năm 2017, là những hoạt động trao nhau cái ôm của gia đình tại các địa điểm nổi tiếng trong thành phố từ tháng 3 cho đến các hoạt động khám chữa bệnh cho bà con nghèo tại các huyện Long Khánh, Trảng Bom. Các chiến sĩ áo xanh Hoàng Mỹ Đồng Nai còn mang kiến thức sơ cấp cứu đến với các em học sinh hiếu động tại Trung học Phổ thông Ngô Quyền. Có thể nói, đây là một thành công lớn của bệnh viện trên phương diện chăm sóc giáo dục kiến thức lẫn chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Phẫu thuật vi phẫu nối cánh tay gần đứt lìa cho bệnh nhân do đả thương. Ngày 24 tháng 9, bệnh nhân tên C ngụ tại Bình Dương nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa cánh tay. Các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật kết hợp hai xương cẳng tay bằng nẹp vít, khâu nối mạch máu, thần kinh gần gấp, gần duỗi cánh tay trái. Các phẫu thuật thành công sau hơn 5 giờ đồng hồ. Lần đầu tiên tại Việt Nam, công nghệ video VR 360 độ được Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai và Trish Reality ứng dụng để triển khai trong chăm sóc sức khỏe thai kỳ. Khách hàng có thể tự do tham khảo dịch vụ chuyên khoa và hỗ trợ một cách trực quan, sinh động, thời khi đang trực tiếp tại bệnh viện. Phẫu thuật đục thủy tinh thể mang lại ánh sáng cho cụ bà 101 tuổi. Tháng 7 năm 2017, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đồng Nai đã thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể cho cụ bà 101 tuổi, chấm dứt cơn đau nhức dai dẳng do căn bệnh này gây ra. Hơn hết là giúp bà có thể đạt được nguyện vọng cuối đời là được nhìn thấy con cháu. Đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ được xem là căn bệnh khá nguy hiểm. Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ gây đau nhức cổ vài gáy công mà còn cho cụ ông 51 tuổi chi huyện Long Thành Đồng Nai. Đầu tháng 12 năm 2017, Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai phẫu thuật hợp cùng sức khỏe của ông đã hồi phục triển khai kỹ thuật mới có thể quay trở lại sinh hoạt bình thường nhân tạo, chấm dứt cơn đau dữ dội cho bệnh nhân. Đây là phẫu thuật phức tạp lần đầu tiên được áp dụng triển khai thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo. Đầu tháng 12 năm 2017, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đồng Nai phối hợp cùng Bệnh viện Chợ Rẫy đã triển khai kỹ thuật mới thay đĩa đệm cột sống cổ nhân tạo, chấm dứt cơn đau dữ dội cho bệnh nhân. Phẫu thuật cắt khối u dạ dày bằng phương pháp nội soi. Ung thư dạ dày là bệnh với tỷ lệ tử vong cao và đứng thứ hai sau ung thư phổi.
Tháng 12 năm 2017, Bệnh viện Hoàng Mỹ Đồng Nai thực hiện phẫu thuật cắt khối u dạ dày bằng phương pháp nội soi. Ưu điểm là phương pháp này để lại vết mổ nhỏ, bệnh nhân phục hồi nhanh hơn. Đây là kỹ thuật lần đầu tiên được triển khai tại bệnh viện với sự hỗ trợ của khoa ngoại tiêu hóa Bệnh viện Chợ Rẫy. Và phẫu thuật lần thứ hai được triển khai tại tỉnh Đồng Nai. Cảm ơn các bạn Hoàng My ở Đồng Nai. Cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên một năm 2018 thật hoành tráng nha.